Sáng ngày 12 tháng 5, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục bước vào buổi tập để chuẩn bị cho các trận còn lại bảng G vòng loại World Cup 2022. Các cầu thủ được đổi lịch tập lên lúc 10 giờ 30 phút sáng khi nền nhiệt ngoài trời đang tăng cao. Tiền vệ Tô Văn Vũ của câu lạc bộ Bình Dương là người được chỉ định trả lời phỏng vấn. Chia sẻ với truyền thông, cầu thủ sinh năm 1993 cho biết: ở buổi tập chiều ngày 11 tháng 5, huấn luyện viên Park đã nhắc nhở và chỉ bảo cho tôi trong những tình huống đón nhận bóng và chạy chỗ, từ đó tạo điều kiện cho đồng đội có nhiều khoảng trống hơn. Nếu như ai làm chưa tốt thì đều được thầy Park hướng dẫn. Khi tập dưới mưa, việc chuyền và nhận bóng khó hơn thường lệ, ví dụ như việc chuyền bóng sệt. Vì vậy, dù cho thời tiết có khó thế nào đi chăng nữa, thì các cầu thủ vẫn phải cố gắng cháy hết mình để hoàn thành giao án. Ban huấn luyện sợ trời mưa, việc tập chiến thuật không được tốt nên mới có sự thay đổi lịch tập như sáng ngày 12 tháng 5. Tôi rất vui mừng khi được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam lần này. Cuộc cạnh tranh vị trí trên tuyển với tôi rất khó khăn, khi hàng tiền vệ gồm những cầu thủ chơi rất hay. Tôi đã vượt qua mọi khó khăn để được như ngày hôm nay, nên tôi muốn thể hiện khả năng của bản thân trong màu áo đội tuyển quốc gia nhiều hơn nữa. Đó cũng chính là động lực để tôi phấn đấu. Trong ngày hôm qua, đội phó Xuân Trường không may bị đau sau pha va chạm với Duy Mạnh. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã ngay lập tức yêu cầu cầu thủ quê Tuyên Quang ngừng tập luyện và rời sân. Đây là trường hợp không mong muốn. Ngoài Xuân Trường, đội tuyển Việt Nam còn có các cầu thủ khác phải tập riêng với bác sĩ Choi là Văn Hậu và Văn Xuân. Trước đó, trong buổi chiều ngày 11 tháng 5, đội tuyển Việt Nam đã căng mình tập luyện dưới cơn mưa lớn ở Hà Nội. Mặt sân ướt sũng khiến các cầu thủ gặp khó khăn trong các bài tập đối kháng. Tuy nhiên, toàn đội đều cố gắng hết sức hoàn thành giáo án mà huấn luyện viên Park Hang-seo đưa ra. Ở lần tập trung này, Xuân Trường cùng với Duy Mạnh được huấn luyện viên Park giao nhiệm vụ làm đội phó. Trong khi đó, trọng trách đội trưởng vẫn thuộc về trung vệ Quế Ngọc Hải. Lương Xuân Trường chia sẻ: dù đến ngày thi đấu, ai được chọn thì chắc chắn đó là người có phong độ cao nhất và phù hợp nhất với chiến thuật của huấn luyện viên. Đó là một cuộc cạnh tranh tốt cho đội tuyển Việt Nam ở khu vực giữa sân cho vị trí tiền vệ. Về 3 trận đấu tới, đội tuyển Việt Nam phải thi đấu 4 ngày một trận, khá giống với V-League hiện tại. Đây là một lịch thi đấu khá dày. Để chuẩn bị cho những trận đấu đó, cả đội cần chuẩn bị tốt thể lực, ngoài ra cần chú trọng các vấn đề về dinh dưỡng, Xuân Trường chia sẻ. Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội cho đến ngày 26 tháng 5, trước khi lên đường bay thẳng sang UAE. Trước khi diễn ra các trận đấu chính thức, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Jordan.